Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Tô Trang của mình. Hôm nay mọi người hoàn thành bức tranh cái cánh tay và những con bướm một. Chờ đón xem mình sẽ tô bức tranh này như nào nhé. Tô lên màu vàng. Tôi đây đọc cây dừa thì sẽ tô là màu nâu. Xin chào mọi người, chào mừng quay trở lại kênh mình. Hôm nay mình làm tô bức tranh và chúc cho tôi để làm cuộc sống mình tự nhiên. Còn những lồng mình sẽ tô là màu vàng. Bây giờ mình đang làm cái gì vậy? Không phải là mình đã hoàn thành xong bức tranh. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé.